Cô gái được sếp phát lì xì cuối năm định rời đi thì bị kéo lại chụp tấm hình kỷ niệm. Cô ấy liền đưa tay ra dấu hiệu để mọi người tạm dừng đi vào trong rồi bước ra. Với bộ đồ và thần thái vô cùng ngầu đổi vị trí cho cô sếp rồi bắt đầu chụp hình. Làm xong thì bà trả lại bao lì xì cầm phần của mình rời đi. Ủa rồi cuối cùng ai mới là sếp vậy?